Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video của Trần Tất Sung TV VN nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ kể chuyện ma, câu chuyện đó là kết hôn âm dương nha các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu kể chuyện nha. Rồi. Ngày Tết tôi theo từ dương về nhà anh. Lần đầu gặp mặt, bố mẹ anh đã cho tôi hai phong bao lì xì, một lớn một nhỏ, một em một đỏ. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, tại sao hai người cùng lúc cho lì xì lại khác xa nhau đến thế. Nhưng mẹ của Từ Dương nói đó là tập tục của vùng này, nên tôi cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Cũng nghĩ việc chỉ có thế, nhưng không ngờ là mẹ của Từ Dương bảo tôi mở phong bao lì xì trước mặt mọi người. Tôi lúc đó có chút không vui lắm. Làm gì có cái lý nào vừa nhận được lì xì đã mở ngay trước mặt người cho thế này. Ngay đến trẻ con đến Tết cũng phải đợi người lớn đi khỏi rồi mới lén lén mở lì xì ra xem. Nhưng mẹ của Từ Dương lại nói, mở phong bao lì xì này ra, sau này dù có làm người hay là ma đều vẫn là người của nhà họ Từ. Tôi đưa ánh mắt cứu trở về phía Từ Dương. Từ Dương lại chỉ đứng một bên cười cười, gật đầu với tôi để tôi làm theo lời của mẹ anh. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành mở bao lì xì nhỏ màu đỏ ngay trước mặt người lớn. Phong bao lì xì nhỏ màu đỏ là của mẹ Từ Dương lì xì cho tôi. Từ ngoài sờ thì thấy bên trong là một tờ giấy mỏng tan, mở ra thì tôi cũng không bất ngờ lắm, đó là một tờ 100. Tôi cũng không chê quà gặp mặt có chút màu, bởi vì nó là của mẹ Từ Dương cho tôi. Bao lì xì của bố Từ Dương là phong bao màu đen thì lại quá long trọng, dài như viên gạch ở đó. Cũng không biết bên trong được bao nhiêu tiền, có thể cũng đến 3-4 vạn tệ. Nhưng đúng lúc tôi định mở phong bao màu đen ra, thì một bóng người bất ngờ chạy ra, nhào vào lòng mẹ Từ Dương, nũng nịu kêu bụng đói muốn ăn cơm. Đây là chị của Từ Dương, cũng là chị chồng tương lai của tôi. Chị ấy có chút đáng thương, nghe nói hồi nhỏ bị ốm sốt một trận, sốt cao làm ảnh hưởng đến não, từ đó trí não chỉ như trẻ lên năm mà thôi, điên điên khùng khùng cả ngày không làm biết gì. Sắc mặt mẹ của Từ Dương bỗng biến đổi, tôi có cảm giác bà ấy không chịu đựng được đứa con gái ngây ngô của mình. Đẩy cô ấy đến mấy lần, còn một mực giúp tôi mở phong bao lì xì của bố Từ Dương ra xem, càng giúp càng gấp, gấp như muốn nhanh chóng đi đầu thai đến nơi. Tôi có chút không vui, cảm thấy bà ấy đối xử với con gái có chút bạc béo. Đúng lúc tôi muốn bà ấy chăm sóc chị chồng tương lai của tôi một chút đã, thì mẹ Từ Dương đã không chịu được được, liền đẩy mạnh một cái, không ngờ đẩy cô ấy vào người của bố Từ Dương một cái. Thu! Khi bố Từ Dương ngã xuống đất, một âm thanh nặng nề phát ra. Từ Dương và mẹ anh liền lúc biến sắc. Tôi vừa hay muốn chạy lại đỡ, họ liền đột nhiên chạy đến nhắc bố Từ Dương lên trước, cũng chẳng biết họ có phải cố ý hay không. Khi đỡ, ông ấy lên còn để lưng ông ấy đối mặt với tôi. Nhưng có như thế đi chăng nữa, tuy tôi cũng đang hốt hoảng, nhưng cũng nhận ra được sắc mặt của bố Từ Dương từ đầu đến giờ đều không thể biến đổi. Thường thì người già xương cốt rệu rã, có ngã một cái thì cũng không phải vừa, nhưng bố Từ Dương lại không hề kêu lên một tiếng. Dương à, con đưa bố con về phòng đi, mẹ đi làm cơm cho chị con ăn. Mẹ Từ Dương vội vã chỉ đạo, cũng không quan tâm đến việc giúp tôi mở phong bao lì xì nữa, để đi ngay vào bếp. Tôi vốn dĩ muốn cùng Từ Dương đưa bố anh vào phòng, thấy sắc mặt anh có vẻ lạ lạ, cứ tránh cánh tay của tôi, cũng không cho tôi động vào người đông. Còn nói một mình anh ấy có thể chăm sóc được bố, sau đó thì đỡ bố anh và mong chẳng bị mất. Lén lén nhìn bóng hai người họ rời đi, mà trong lòng tôi cảm thấy buồn buồn. Lần về cùng Từ Dương này, tôi cũng đã chắc chắn sẽ lấy anh, hơn nữa cũng muốn lên anh trọn đời này. Nhưng Từ Dương đến bố anh còn không để tôi chẳng tới. Lúc anh gạt tay tôi, coi tôi cứ như người ngoài vậy. Bây giờ thì không còn ai, bên cạnh cũng chỉ còn có bà chị điên điên khùng khùng.
Tôi định bụng mở phong bao lì xì ra xem bố Từ Dương cho mình rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Nếu nhiều quá thì tôi sẽ trả lại. Bố Từ Dương nhìn gầy gò như khúc củi, sắc mặt như người bệnh, còn cho tôi quà ra mắt nhiều như thế này, còn không bằng là dùng số tiền này để bố Từ Dương đi chữa bệnh. Như khi tôi bắt đầu mở phong bao, chị chồng tương lai bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Cô ấy dùng hết sức nắm chặt tay tôi, làm cho tôi đau thấu cả xương. Nếu muốn sống mà rời khỏi đây thì đừng mở cái phong bao này ra. Chị chồng tương lai cứ như biến thành con người khác, ánh mắt sắc lẹm, âm thanh nhìn xuống khe khẽ. Đâu phải điệu bộ của người điên như lúc này. Cô ấy vốn là giả vờ điên, mà câu nói này có nghĩa là gì? Tôi vừa muốn hỏi thêm một chút gì nữa, Từ Dương liền nhìn ra. Chị chồng tương lai đột nhiên biến sắc mặt biến đổi, lại bày ra một điều cười dại dạt, cướp lấy phong bao lì xì đen trên tay tôi, vừa hét vừa chạy xa. Sinh ra là người, chết thành ma, nhận phong bao dây trắng nhà tao, ăn cơm nhà tao, ngủ trên nắp quan tài nhà tao, cả ngày hai mai đều không thể thoát. Sinh ra là người, chết là ma. Nghe thấy bài hồng giao như vậy, tôi ngạc nhiên hết sức. Trước đó chỉ thấy rõ ràng là người bình thường, hay trong câu hát hồng giao đó có nhắc nhở tôi gì đó. Vừa nghĩ vậy, đột nhiên kết nối với những cảm giác trước đó mà tôi cảm thấy. Nhà Từ Dương có thể không đơn giản như tôi nghĩ. Từ Dương nhanh chóng tiến lại gần tôi, sắc mặt nghiêm trọng làm tôi thấy sợ. Sao em lại đưa bao phong bao cho chị ấy? Lúc này trong tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có chuyện gì. Lúc này trong tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có chuyện gì. Là chị ấy cướp trong tay em, làm sao em biết chị ấy sẽ cướp đi chứ? Để anh đi lấy phong bao lì xì về. Từ Dương nhấc chân định chạy luôn theo. Tôi ngay lập tức kéo tay anh. Không sao đâu, đều là người nhà cả, tiền trong tay ai cũng giống nhau cả thôi, không phải sao? Từ Dương nói. Chị anh là người điên, làm sao đưa tiền cho người điên được? Không được, để anh chạy theo lấy lại. Tôi liền kéo anh. Dương, lời của chị anh là như thế nào? Từ Dương mặt biến sắc, có chút tránh xa ánh mắt của tôi, nói. Làm gì có Dương, bác. Em đừng nghĩ linh tinh, cũng không biết kẻ đất nước nào dạy chị ấy nói những lời sằng bậy đó. Từ nhỏ tới lớn đã nói đi nói lại câu nói đó, có lúc lên cơn, mỗi ngày nói vài ba đến chục lần. Nói xong, anh hất mạnh tay của tôi ra, chạy theo hướng chị chồng cùng lại. Lúc gặp lại chị chồng cũng là thời gian ăn tối. Chồng chị ấy không được ổn cho lắm, mặt mũi thâm xì sưng húp, nhìn là biết vừa bị đắng. Chị nhìn tôi lên một cái, rồi cúi đầu ăn cơm, rồi không ngẩng đầu lên nữa. Từ Dương thì lại mang phong bao lì xì về, đặt ngay ngắn trước mặt tôi, trước mặt bố mẹ anh, dù tôi mau chóng mở ra. Tôi lại bị vào thế không có đường lối. Thật không biết vì sao họ lại cứ phải bắt tôi phải mở phong bao lì xì trước mặt họ. Tôi nhìn chồng chị chồng một cái, muốn tìm chút thông tin gì đó từ chỗ chị ấy, nhưng chị ấy chỉ cúi đầu vừa vạ cơm vào mồm, còn vừa cười ngu ngốc. Tiếng cười đó cũng giống như một tiếng trước đây lúc Từ Dương bảo tôi mở phong bao lì xì như lời mẹ anh nói. Này cô, tôi đã sắp xếp hết cho cô rồi. Tôi cúi thấp đầu nhìn chăm chăm vào phong bao màu đen, nghĩ xem mình có nên lấy mạng ra để thử mở cái phong bao xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Mà lúc đó tôi phát hiện ra phong bao màu đen này dường như khác so với cái phong bao trước. Cái phong bao màu đen trước không hề có hoa văn, hoa văn gì, mà chiếc phong bao lần này lại có một vài hoa văn. Màu sắc của hoa văn với màu của phong bì tương đối giống nhau, nếu không chú ý sẽ không thể phát hiện ra. Hóa ra là đã bị đổ rồi. Chị chồng vẫn cứ cười một cách quái dị. Tôi có chút yên tâm nên mở phong bao ngay trước mắt cả nhà Từ Dương. Thế các bạn ơi, thì vậy là mình đã đọc xong cái chuyện kết hôn âm dương nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình đã kể xong cái câu chuyện về kết hôn âm dương nha các bạn. Cái câu chuyện này rất là nhiều chương lắm, thì clip sau mình
sẽ kể tiếp nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên nhấn like, share, đồng thời ấn đăng ký cho kênh của Trần Tất Sung TV VN nha. Và đồng thời đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận clip mới nhất từ mình nha. Bye bye tất cả các bạn nha. Bình thường.